Và các quý vị lúc này đang là buổi chiều ngày 11 tháng 8 2019, và Đỗ Đức Hiền chân thành cảm ơn bác đã từ thành phố Hà Nội về để ký vào cái tủ chè gỗ Cụ Ta Quảng Bình. Thưa quý vị, là cái này là chúng tôi là đánh hoàn toàn đánh trần, đánh xi. Đây là dòng hàng đặc biệt. Và lúc này sau khi chiếc này lên đường thì chỉ còn có duy nhất một chiếc cánh phẳng đang ở lại. Và chiếc này thì thời giá lúc trước là nó thấp hơn, nhưng bây giờ là 65 triệu. Còn chiếc cánh phẳng thì vẫn theo giá cũ là 45 triệu. Đây, tôi quay gần lại đây để quý vị nhìn thấy là chơi cái vân gỗ tuyệt đẹp và với kỹ thuật cao nhất, hàng đánh xi. Trong đó các cái hàng mà khảm, và cái này cánh là không khảm, cái hàng cánh khảm dâu kiến thì hàng đấy cũng 65 triệu. Nhưng mà là gỗ Cụ Lào, không phải là gỗ Cụ Ta Quảng Bình. Cảm ơn các bác. Lúc này chiều ngày 11 tháng 8 2019.